Chào các mẹ, lại là bác sĩ Duy đây. Clip này là dành cho các mẹ để chăm con thời kỳ giao mùa nha. Thời tiết ẩm thấp, mưa lắng bất chợt khiến các con rất dễ viêm mũi họng, sổ mũi, chảy nước mũi rất nhiều dẫn đến quấy khóc, làm các mẹ rất lo lắng đúng không ạ? Bác sĩ chắc rằng 80-90% trẻ có tắc mũi. Vâng, tắc mũi nó khó chịu thực sự. Vậy thì mẹ nào cũng hỏi, bác sĩ làm sao để hết tắc mũi, hết chảy mũi, thông mũi mà lại an toàn cơ? Bác sĩ biết trước đây chúng ta hay dùng dầu gió, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với các bé, dầu gió có thể gây ra bỏng niêm mạc mũi. Vậy hôm nay bác sĩ sẽ mách các mẹ một bí quyết chăm sóc trẻ tại nhà lúc giao mùa từ nhà Gam Kit nha. Bộ sản phẩm Gam Kit hoàn toàn từ thiên nhiên, tuyệt đối an toàn cho trẻ. Đầu tiên mở hộp ra, mùi rất là thơm, hương cam dịu ngọt, bộ của bốn sản phẩm sáp tinh dầu. Và tiếp theo là sáp giữ ấm. Và còn có tinh dầu sông trẻ em. Và cuối cùng, một sản phẩm đó chính là gel tắm gội trẻ em hương cam ngọt. Trong bộ sản phẩm Gam Kit này thì có sáp tinh dầu và tinh dầu sông trẻ em là hai sản phẩm thích hợp cho bé viêm đường hô hấp trên. Với tinh dầu sông trẻ em, nguyên liệu chính là tinh dầu gừng, vỏ chanh, khuynh diệp và bạc hà. Cách dùng như sau: nếu bé trên 2 tuổi có thể nhỏ vài giọt vào cốc nước nóng ngửi trực tiếp sẽ giúp da nhảy mũi nhanh hơn. Còn với tất cả các bé đều có thể dùng được theo cách cho vào chậu nước tắm, ngâm chân hoặc là xông phòng bằng nền tinh dầu. Công dụng sẽ giúp giảm mũi, ngừa ho, giảm cảm, giảm khô da mũi họng. Ngoài ra còn giúp khử khuẩn không khí, xua đuổi côn trùng. Khi xông trực tiếp vào mũi thì nhảy sẽ ra nhanh hơn, xông sẽ giúp giữ ấm không khí, mùi hương tinh dầu rất đặc biệt, giúp dễ ngủ sâu giấc hơn và xua đuổi côn trùng. Còn đối với sáp tinh dầu thông mũi với nguyên liệu chính là khuynh diệp và tràm gió, dù là nguyên liệu an toàn vì là 100% thiên nhiên nhưng nên dùng cho trẻ trên 1 tuổi vì sáp có liên quan đến trị liệu nên đôi khi cảm giác thông mát đối với da trẻ sơ sinh có thể gây khó chịu cho trẻ. Cách dùng thì cũng rất là đơn giản. Thoa sáp vào thái dương hai bên của trẻ, huyệt nhân trung hay điểm giữa hai cung mày và vành mũi hai bên. Nó sẽ giúp thông mũi họng, giảm khò khè, ngừa cảm, ngừa ho và ngủ ngon sâu giấc hơn. Vậy nên, với hai sản phẩm tinh dầu sông trẻ em và sáp tinh dầu sẽ giúp cho các mẹ rất nhiều trong việc chăm con khi ho, khò khè, chảy mũi và hay khóc nha. Bác sĩ để link phía dưới clip, các mẹ có thể tham khảo. Bác sĩ xin chào và hẹn gặp lại.